Hi, xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Thanh Handmade nha. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn mấy bạn cách móc một chú voi con bằng len như thế này. Nhìn rất là cưng mọi người. Có thể móc cho các bé chơi, hoặc là mấy bạn gắn thêm một cái khuyên tròn móc khóa trên đây, dùng để treo ba lô, túi sách, hoặc là dùng để trang trí. Mình thì mình dùng mắt, đó là mắt cài chốt. Còn nếu bạn nào mà không có mắt cài chốt mà có những cái hạt cườm mà lớn, hoặc là mắt mà không có gắn chốt thì mấy bạn dùng keo nến, mấy bạn gắn vào. Mấy bạn còn chuẩn bị thêm cho mình đó là len. Ở đây mình sử dụng len màu xám, len mucotom nhé bạn nha. Mấy bạn sử dụng len 100g cũng được, hoặc là 50g cũng được. Kim mình sử dụng đó là kim 2.5mm. Mấy bạn còn chuẩn bị thêm cho mình là len màu trắng nè, màu đỏ nè và màu xanh. Thêm một ít bông gòn để mình nhồi bông nha mấy bạn. Bây giờ chúng mình bắt tay vào làm nha. Mình sẽ hướng dẫn mấy bạn phần đầu trước. Mọi người tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi đơn. Bạn nào mà nhìn không kịp thì mấy bạn nhìn lên công thức phía trên màn hình, mình có để cho mấy bạn. 6 mũi đơn. Do cái len màu xám nên mấy bạn sẽ khó nhìn một chút, mấy bạn tập trung, cố gắng lên nha. Có gì nhìn công thức á, tại vì màu xám thì mình thấy nó hơi khó nhìn. 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó mọi người sẽ rút lại. Vòng tròn ma thuật thì mỗi bạn có mỗi cách riêng khác nhau, không có nhất thiết là mấy bạn sẽ làm giống mình. Mấy bạn chỉ cần áp dụng đúng công thức của mình là mấy bạn đã móc xong rồi, móc được rồi nha. Rồi, ở đây thì mình sẽ móc tịnh tiến là không kết hàng, cho nên mấy bạn sẽ dùng kim đánh dấu cho mình. Bạn nào không có kim đánh dấu thì mấy bạn có thể dùng len màu khác, mấy bạn đánh dấu cũng được. Đã xong hàng số 1, chúng ta qua hàng số 2. Móc cho mình 6 mũi tăng. Mũi tăng là 2 mũi chung chân nhé bạn. Cái phần len dư này mình sẽ móc vô trong luôn để mình giấu nó đi. 6 mũi tăng. 1 tăng 2 tăng 3 tăng 4 tăng. Và cuối cùng là 6 tăng. Rồi, mấy bạn lại tiếp tục làm dấu cho mình. Cái phần len dư này thì đến đây mình có thể cắt bỏ đi nha mấy bạn. Giờ này mình đang quay video buổi tối. Hiện giờ là 8 giờ tối mấy bạn, cho nên nó hơi mờ, nó hơi tối, các bạn chịu khó xíu nha. Qua hàng số 3, mấy bạn móc cho mình một đơn một tăng lặp lại 6 lần. Một đơn nè. Một tăng. Một lần rồi. Một đơn. Một tăng. Hai lần. Ba lần. Bốn lần.
lần. Và cuối cùng là 6 lần. Rồi. Các bạn làm tiếp tục, làm dấu cho mình. Rồi, qua vòng số 4. Móc cho mình 2 đơn 1 tăng, lặp lại 6 lần. 1 đơn nè. 2 đơn nè. Và 1 tăng. Một đơn nè, hai đơn nè, và một tăng. Rồi, mình đã móc 2 lần rồi, mấy bạn móc thêm 4 lần nữa. Hết hàng cho mình nha, mình sẽ quay lại. 1, 2, và cuối cùng là sẽ tăng. Rồi. Vòng số 5, mấy bạn móc cho mình 3 đơn 1 tăng, lặp lại 6 lần. 1, 2, 3 và 1 tăng. Rồi, mấy bạn móc 3 đơn 1 tăng, 3 đơn 1 tăng. Lặp lại cho mình đến hết cuối dòng nha. Một, hai, ba. Rồi, một mũi tăng. Chúng ta tiếp tục qua vòng số 6, móc cho mình 4 đơn 1 tăng, lặp lại 6 lần. 1, 2, 3, 4. Rồi, tiếp tục là tăng nha. Tăng. Rồi mấy bạn nhớ nhìn công thức nha bạn nha. Trời, chứ màu xám thì mấy bạn nhìn khó thấy quá. Ôi cứ 4 đơn 1 tăng, 4 đơn 1 tăng, lặp lại đến hết cuối vòng cho mình. 1, 2, 3, 4 và 1 tăng. Hàng số 7, móc cho mình 36 mũi đơn. Không tăng không giảm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mấy bạn đừng có móc chặt tay quá nha. Mấy bạn móc thả lỏng cho cái sản phẩm nó mềm mại. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 và 36 cuối cùng. Các bạn làm dấu cho mình. Tiếp tục qua hàng số 8, cho mình
5 đơn và 1 tăng, lặp lại 6 lần. 1 2 3 4 5 và qua đây bắt đầu là tăng nha. Rồi, mấy bạn cứ tiếp tục móc cho mình, cứ 5 đơn 1 tăng, 5 đơn 1 tăng lặp lại cho mình đến hết vòng này là 6 lần. Mình đã móc 1 lần rồi, mấy bạn móc thêm 5 lần nữa nha. 1 2 3 4 5. Rồi, chúng ta tiếp tục qua hàng số 9. Từ hàng số 9 đến hàng số 13, mấy bạn móc 42 mũi đơn nha. 9 nè, 9, 11, 12, 13. Vậy là mấy bạn sẽ móc 5 hàng, 5 hàng 42 mũi đơn. Mấy bạn sẽ dùng một sợi dây len khác màu để mấy bạn làm dấu nha. Tính cho nó dễ so với là kim làm dấu. Các bạn sẽ móc thêm 5 hàng nữa. Từ 9 đến hàng số 13 là 42 mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Mấy bạn móc đến 42 mũi đơn cho mình, cứ xoay vòng như vậy cho đến hàng 13 thì mình sẽ quay lại sau nha mấy bạn. Khi mấy bạn móc đến hàng số 13 thì chúng ta được như thế này. Các bạn sẽ tính nha. 9 nè, 10, 11, 12 và 13. Rồi, bây giờ mọi người sẽ tiếp tục làm dấu cho mình. Qua hàng số 14, mấy bạn móc cho mình 5 đơn và 1 giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 3 4 5 và 1 giảm. Ở đây mình sẽ giảm mũi tàng hình nha. 2 mũi giảm còn 1 nha các bạn. Giảm nè. Giảm nè. Ký qua. Các bạn muốn giảm theo cách nào cũng được nha các bạn. 1 2 3 4 5 và giảm. 2 mũi, 3 mũi trên kim. Rồi mấy bạn sẽ kéo còn 2 mũi trên kim, kéo qua. Rồi mấy bạn cứ làm tương tự nha. 5 mũi đơn và 1 mũi giảm, lặp lại cho mình đến hết hàng. 1 2 3 4 5 và 1 mũi giảm. Rồi, tiếp tục chúng ta lại làm dấu. Hàng số 15 móc cho mình 4 đơn và 1 giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 3 4 và 1 giảm nha. 3 mũi trên kim. Giảm còn 2 mũi, kéo qua. Rồi mấy bạn móc tương tự. 4 đơn 1 giảm, 4 đơn 1 giảm cho đến hết vòng cho mình. 1 2 3 4 và giảm. Chúng ta lại tiếp tục đánh dấu. Hàng số 16 móc cho mình 3 đơn và 1 giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 và 3. Chúng ta lại giảm.
Rồi mấy bạn cứ tiếp tục giảm cho mình, 3 đơn 1 giảm, 3 đơn 1 giảm. Lặp lại cho đến hết hàng cho mình nha. 1 2 3. Rồi. Giảm. Hàng số 17. Mấy bạn móc cho mình 2 đơn và 1 giảm. Lặp lại 6 lần. 1 2 và giảm. Hai đơn một giảm, hai đơn nhập một giảm, lặp lại 6 lần cho đến hết hàng. 1 2. Rồi một giảm cuối cùng. Rồi sau đó mấy bạn sẽ chuột một mũi chuột cho mình. Chuột mấy bạn. Đâm chân vào chân móc kế tiếp. Kéo hết len. Kéo qua. Rồi mấy bạn cắt len nha. Không cần chừa len nhiều đâu. Mấy bạn cắt len cho mình luôn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu gắn mắt và nhồi bông. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái vòi bé voi và là cái tay. Mình sẽ dùng mắt cài nha các bạn, để cho an toàn với các bé. Cài lại xong mình sẽ cài cái phần này vào nè. Mình dùng thì mình dùng mắt nhỏ, nó có nhiều kích thước các bạn. Để mình đo thử bao nhiêu. Mắt này là tầm 7-8 mm như vậy nha. Rồi mình sẽ lấy cái mắt nhỏ này và phần mắt cài này. Mấy bạn sẽ gắn mắt giữa hàng số 11 và 12 nha mấy bạn. Tính từ đỉnh đầu xuống nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi, mọi người sẽ gắn mắt vào. Các bạn nhớ gắn nha. Hàng 11 hoặc là hàng 12. Mình thì mình gắn ở hàng số 11. Mấy bạn sẽ gắn trước và nhồi bông sau cho nó dễ hơn. Còn bạn nào mà dùng mắt dán thì mấy bạn nhồi bông trước, rồi bạn gắn hay dán sau. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. Mình sẽ gắn giữa hàng 11 và 12. Khoảng cách giữa mắt này và mắt kia thì cách 6 chân mắt nha bạn. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Một, hai, ba, bốn, năm và sáu. Có nghĩa là mấy bạn sẽ thục thêm một chân nữa là hàng chân thứ 7 á, để bạn sẽ gắn vào. Thì các bạn tính nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miễn là nó cách nhau 6 cái chân móc. Mình gắn mắt chốt cài, cho nên mình sẽ lật ra phía sau và mình gắn cái mắt, cái cài vào nha bạn. Cài mắt này thì nó rất là an toàn cho trẻ nhỏ, vì mấy bạn sẽ không có sợ mà cái chốt mắt nó sẽ bị rơi ra. Còn mắt dán thì nhiều khi mấy bạn sợ là nó sẽ rơi keo á, rồi mấy bé ngậm, mấy bé nuốt, hoặc mấy bé bị, nói chung là nó nguy hiểm á. Cho nên mình sẽ dùng mắt cài là mấy bạn sẽ không gỡ ra được nè. Rồi, bây giờ mọi người nhồi bông cho mình nha. Mấy bạn có len dư thì các bạn sẽ tận dụng len dư luôn nha các bạn.
Rồi, nhồi sao cho đầy, tròn cái đầu của bé voi là được. Rồi, sau khi mấy bạn nhồi bông đầy rồi thì chúng ta sẽ để qua một bên. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn móc phần vòi. Móc phần vòi này và phần tai nha. Phần vòi thì mấy bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 40 đơn. Một, hai, ba và bốn. Rồi sau đó mình sẽ rút lại. Nó hơi nhỏ xíu nha bạn. Rồi, hàng tiếp theo các bạn làm dấu cho mình đi, móc cho mình một đơn, hai tăng và một đơn, một đơn, hai tăng và một đơn nha. Một đơn nè, thôi mình sẽ lấy cái sợi len mình làm vậy. Mình làm dấu nó dễ hơn. Lấy cái này nó hơi bị vướng các bạn nha. Rồi, mình sẽ làm dấu bằng cái sợi len khác màu. Mấy bạn móc cho mình một đơn, tiếp theo là hai tăng, hai chân, hai mũi trong chân, một tăng nè, hai tăng và một đơn. Hàng số 3 và hàng số 4. Mấy bạn nhìn công thức nha. 1 giảm, 1 đơn, 1 tăng và 2 đơn. Các bạn nhìn công thức, coi chừng nó nhầm mấy bạn. Nhìn công thức cho dễ. Rồi mình sẽ dấu phần lên dư này, mình sẽ cắt nó bỏ nó đi. Rồi đến đây mình sẽ gắn đánh dấu vào. Một giảm, ba mũi trên kim giảm còn một, một đơn, một tăng, và hai đơn. Rồi, đã xong một hàng. Tiếp tục móc, tại vì cái vòng này lúc này nó nhỏ rồi thì mấy bạn sẽ lấy cái sợi len khác không, các bạn đánh dấu cho nó khỏi bị vướng. Tiếp tục nha. Một giảm, một đơn, nó hơi
hơi nhỏ nên hơi khó một chút. Một tăng. Và hai đơn. Một. Hai. Qua hàng số 6. Hàng số 6, mấy bạn sẽ móc là 1 giảm, 2 đơn, 1 tăng và 3 đơn. 1 giảm nè. 2 đơn. 1. Hai, một tăng, một, hai, tiếp theo là ba đơn, một, hai và ba. Sau đó là một mũi trượt kéo lên qua và mấy bạn sẽ cắt chỉ. Chừa cho mình một đoạn nha, để mình sẽ khâu vào cái phần đầu của voi á. Mấy bạn sẽ không có nhồi bông nha, tại vì mình để cái vòi như thế này cho nó mềm mại, mình có thể điều chỉnh lên xuống nè. Mình sẽ dùng kim khâu len, mọi người khâu cái mũi vào nha, cái vòi vào nha, để vào chính giữa thế này, hàng giữa hai mắt. Rồi mấy bạn sẽ tiến hành khâu vào nha. Tiến hành khâu hết phần mũi cho mình. Rồi bây giờ mọi người sẽ giấu phần len dư vào bên trong luôn nha. Rồi, sau đó mình cắt len. Rồi, bây giờ mình sẽ làm phần chân mày. Và mình sẽ làm hai tay của bé voi. Mình sẽ dùng màu đen để mình làm phần chân mày của bé voi nha mấy bạn. Mấy bạn sẽ đếm nè. 1, 2 các bạn tính nha. Từ mắt nè. 1 2 thẳng lên và đi xuống một đường giống như huyền dấu quyền các bạn. Một đường của một hàng thôi. Rồi, mấy bạn tiếp tục vào phần mắt bên đây nha, cũng tương tự.
phần lên dư mấy bạn cũng giấu lên bên vào phía sau cho mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn móc phần tay của bé voi nha. Mấy bạn dùng len màu trắng. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 4 mũi đơn. Một. Hai. Ba. Bốn. Rút lại. Rồi. Sau đó mấy bạn sẽ móc cho mình 4 mũi tăng. Các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính nè. Sau đó xoay sản phẩm lại. Cái phần len dư này mình sẽ móc chèn vào phía trong luôn nha bạn. Các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi tăng. 1 tăng. 2 tăng. 3 tăng và 4 tăng. Mấy bạn mà không nhìn kỹ, nhìn mà mấy bạn không có thấy rõ thì bạn nhìn công thức nha. Nhiều khi mình cũng quen tay mình móc nhanh hơn chút á. Mấy bạn mà mới học á, mấy bạn không có nhìn kịp. Mà nếu mà biểu mình móc chậm hơn thì sợ không có kịp bài mấy bạn. Không có kịp thời gian á. Rồi, hai hàng màu trắng. Sau đó mình sẽ cắt len. Bây giờ mình sẽ chuyển sang màu xám. Màu xám thì mấy bạn sẽ thế len vào và móc cho mình 8 mũi tăng lên một bính nè. Sau đó xoay sản phẩm lại. Phần len dư mình sẽ chèn vào phía trong, mình giấu nó đi. Một tăng. Hai tăng. Ba tăng. Bốn tăng. Tới đây thì phần len dư mình có thể cắt bỏ đi. 5 tăng. 6 tăng. 7 tăng. Và 8 tăng. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình 2 bính. 1, 2. Các bạn sẽ xoay sản phẩm lại và trượt vào chân móc kế tiếp. Một mũi trượt kéo lên qua. Lên 1, 2. Trượt vào chân móc kế tiếp. Kéo lên qua. 1, 2. Trượt vào. Rồi, mấy bạn cứ tiếp tục lên 1, 2 và trượt. Móc hết cho mình luôn nha. Tương tự, mấy bạn móc cho mình thêm một tay như vậy nữa nha mấy bạn. Rồi, mấy bạn chưa cho mình một đoạn len.
Rồi. Đã xong một tay rồi. Rồi, mấy bạn tiến hành khâu phần tay vào đầu của bé voi nha. Mấy bạn dùng kim định vị, mấy bạn cố định lại cái tay để cho mấy bạn dễ khâu. Các bạn cứ tiến hành khâu nha. Khâu hết phần tay này qua tay này luôn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn móc qua phần thân của bé voi. Đã xong phần đầu, tai, mắt và cái vòi của bé voi như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn cách móc phần thân, hai tay và hai chân nữa nha. Sau đó là phần yếm. Phần thân. Đầu tiên mọi người tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm và sáu. Sau đó mọi người sẽ gấp lại cho mình. Mấy bạn dùng kim đánh dấu như vậy, tại vì vẫn móc tịnh tiến không kết hàng. Rồi, vòng số 2, móc cho mình 6 mũi tăng. Một tăng. Hai tăng. Ba tăng. 4 tăng. 5 tăng. Và cuối cùng là 6 tăng. Tiếp tục. Vòng số 3, móc cho mình 1 đơn 1 tăng. Lặp lại 6 lần. Một lần, hai lần. Rồi mấy bạn cứ móc tương tự như vậy cho mình, một đơn một tăng, lặp lại đến hàng hết hàng cho mình là 6 lần nha. Sáu lần. Rồi mọi người sẽ làm dấu hàng cho mình. Hàng số 4. Móc cho mình 2 đơn 1 tăng, lặp lại 6 lần. 1 2 và 1 tăng. Rồi cứ 2 đơn 1 tăng, 2 đơn 1 tăng, lặp lại cho mình đến hết hàng. 1 2 và tăng. Sau đó lại đánh dấu. Tiếp tục hàng số 5, móc cho mình 3 đơn 1 tăng, lặp lại 6 lần. 1 2 3 và tăng. Rồi, 3 đơn 1 tăng, 3 đơn 1 tăng. Lặp lại cho mình đến hết cuối hàng nha. 1 2 3 tăng.
Hàng số 6 móc cho mình 4 đơn 1 tăng lặp lại 6 lần. Một, hai, ba, bốn và cuối cùng là tăng. Rồi, mọi người tiếp tục móc cho mình 4 đơn 1 tăng, 4 đơn 1 tăng, lặp lại cho đến hết hàng. 1 2 3 4 và 1 tăng. Rồi, hàng số 7, 8, 9, 3 hàng còn lại mấy bạn móc cho mình 36 mũi đơn. Mình sẽ dùng một sợi len khác màu và mình sẽ làm dấu cho mấy bạn dễ nhìn nha. Mấy bạn móc 3 hàng. 36 mũi đơn. Không tăng không giảm. Rồi. Móc 3 dòng cho mình 36 mũi đơn. Mình sẽ quay lại sau. Sau khi mấy bạn móc xong 3 hàng 7, 8 và 9 thì chúng ta được như thế này. Mấy bạn tiếp tục làm dấu cho mình nha. 3 hàng nè, 7, 8, 9 đều 36 mũi đơn. Tiếp tục chúng ta móc qua hàng số 10. Hàng số 10 mấy bạn móc cho mình 4 đơn 1 giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 3 và 4 và giảm. Hai chân giảm còn một chân, 3 mũi trên kim giảm, còn 2 mũi trên kim kéo qua. Rồi, mấy bạn cứ móc tiếp tục cho mình như vậy nha. 4 đơn 1 giảm, 4 đơn 1 giảm, hết dâm cho mình. 1 2 3 và 4. Giảm. Rồi, tiếp tục hàng số 11, mấy bạn móc cho mình 30 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Móc 30 mũi đơn, hết hàng cho mình. Mình sẽ quay lại sau. 27 28 29 và 30. Rồi mấy bạn làm dấu. Hàng số 12 móc cho mình 3 đơn 1 giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 3, sau đó là giảm. Giảm nè. Rồi mấy bạn cứ tiếp tục làm như vậy nha. Là 3 đơn 1 giảm, 3 đơn 1 giảm, lặp lại 6 lần. Tại vì thời lượng điện thoại của mình sợ không có đủ thẻ nhớ, không đủ dung lượng để mấy bạn mình quay hết đó. Cho nên mình sẽ ghi công thức ở phía trên. Mấy bạn cứ nhìn công thức mấy bạn làm theo nha. Chứ mình không có thể nào mà làm hết tất cả các bước được. Vì thời lượng điện thoại của mình cũng có giới hạn. Mấy bạn thông cảm nha. Rồi bây giờ mấy bạn cứ móc 3 đơn 1 giảm, hết hàng cho mình, lặp lại 6 lần nha. 1 2 3. Rồi giảm. Chúng ta lại đánh dấu. Hàng số 13 móc cho mình 2 đơn 1 giảm, lặp lại 6 lần. 1 2 và giảm. 1 lần. 1 2 và giảm. 2 lần. Rồi móc đến cuối hàng cho mình. 1
Và cuối cùng là mũi giảm 6 lần. Rồi, mấy bạn sẽ kết hàng bằng một mũi trượt cho mình. Kéo hết ra. Rồi, chừa cho mình một đoạn len dài để mình sẽ khâu vào đầu của chú voi nha. 1, 2, 3. Rồi, mọi người tiến hành nhồi bông vào cho mình cái phần thân. Mấy bạn khâu phần thân và phần đầu của chú voi, mấy bạn khâu bình thường nha. Khâu như là nãy giờ mấy bạn khâu vò về cái tay vậy đó. Rồi. Tiến hành khâu hết phần thân vào đầu cho mình luôn. Rồi mấy bạn khâu xong á, cái phần len dư á, mấy bạn vẫn giấu vào bên trong nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn móc phần hai tay, hai chân và cái yếm. Còn bao nhiêu đây nữa là xong rồi mấy bạn. Hai cái tay với hai cái chân á, là mấy bạn sẽ móc như nhau luôn nha. Cùng một công thức. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi đơn. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Và sáu. Sau đó rút lại. Rồi, mấy bạn sẽ làm dấu cho mình. Từ hàng số 2 thì mấy bạn móc cho mình một đơn một tăng lặp lại 3 lần. Một đơn, một tăng, một đơn, một tăng. Một đơn và một tăng. Phần len dư này mình sẽ cắt bỏ đi nha mấy bạn. Rồi. Hàng số 3 đến hàng số 6 mấy bạn móc cho mình 9 mũi đơn. Mọi người sẽ lộn qua, lật ngược qua. À, từ 3 đến 6, 3 4 5 6, những bạn sẽ móc 4 hàng thì mình sẽ dùng một sợi len khác mình làm dấu nha. Cho mấy bạn dễ tính. Rồi. Mọi người sẽ móc 9 đơn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Rồi, mấy bạn sẽ móc thêm cho mình 3 hàng nữa. Mình sẽ quay lại sau. Rồi, sau khi mấy bạn móc xong từ hàng số 3, 4, 3, 4, 5, 6 thì chúng ta được 4 hàng như thế này. 4 hàng 9 mũi đơn. Qua hàng số 7, mấy bạn sẽ móc thêm cho mình 9 mũi đơn nha mấy bạn. Có nghĩa là từ hàng số 3 đến hàng số 7 luôn á. Thì mấy bạn móc 9 mũi đơn. 1 2 3 4
6 7 8 9. Rồi, mấy bạn sẽ móc cho mình một mũi trượt. Mình sẽ không có nhồi bông nha các bạn. Mình sẽ không nhồi bông. Mình để nguyên như vậy để mình khâu vào luôn nha các bạn. Rồi, mọi người sẽ móc cho mình 4 cái chân. Có nghĩa là hai tay hai chân á, là móc 4 mẫu như thế này cho mình. Sau khi mấy bạn móc xong hai tay hai chân thì chúng ta được như thế này. Có nghĩa là cùng một công thức nha mọi người. Rồi bây giờ mấy bạn tiến hành khâu hai tay và hai chân vào nha. Khâu thì mấy bạn đã biết khâu rồi, cho nên mình không có hướng dẫn cách khâu nào. Cứ để như vậy. Còn phần hai chân, hai chân thì để như vậy. Nói chung là tùy mấy bạn muốn khâu như thế nào cũng được. Các bạn nào mà muốn chân, mấy bạn mà muốn chân bé voi á, để thẳng thì mấy bạn sẽ khâu theo thẳng. Còn mấy bạn nào mà muốn chân bé voi mà giống như là đang ngồi á, thì các bạn để ngang như vậy. Rồi các bạn sẽ khâu vào nha. Như con này mình đã làm sẵn nè, hai tay và hai chân. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn cách làm một cái yếm nha. Mấy bạn sẽ dùng màu đỏ móc cho mình 3 mũi bính. 1 2 và 3. Sau đó móc 1 mũi đơn. Rồi, móc cho mình 4 mũi chung chân. 1 2 3 4. Và sau đó là 1 ít. Phần len dư mình cắt bỏ đi nha mấy bạn. Rồi, bây giờ thì mấy bạn sẽ đổi màu. Mấy bạn sử dụng màu trắng nha. Lên một bánh nè, xoay sản phẩm lại, móc cho mình một tăng. Sau đó là một đơn. Tiếp theo là hai tăng. Một tăng. Hai tăng. Một đơn. Và cuối cùng là một tăng. Các bạn cắt len, chuẩn bị đổi màu cho mình tiếp nha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ dùng màu xanh móc cái phần viền này. Rồi, lên một bánh, xoay sản phẩm lại,
cho mình 3 mũi đơn. Một, hai, ba. Và x, v có nghĩa là một đơn một tan, lặp lại 2 lần. Một đơn, một tan. Một đơn, một tan. Và 3 mũi đơn. 1, 2 và 3. Sau đó mọi người lên cho mình 20 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20. Rồi mấy bạn chừa cho mình một đoạn len. Rồi sau khi mấy bạn khâu hai tay và hai chân vào thì chúng ta được như thế này. Các bạn cứ khâu bình thường thì sẽ được nha, không có gì mà khó hết trơn á. Tại vì mình thấy mấy bạn khâu tay, khâu đầu, khâu thân vào rồi thì các bạn đã biết cách khâu, cho nên mình sẽ không có hướng dẫn cách khâu nữa. Mình sẽ làm cái yếm luôn. Phần yếm này á thì mấy bạn để như thế này. Quần sau ra cổ, cổ phía sau đưa lên. Phờ sợi dây còn dư này thì mấy bạn sẽ dùng kim khâu len các bạn khâu vào. Nếu mà bạn nào mà không có thích cắt thì mấy bạn để như vậy, rồi bạn sẽ móc trực tiếp vào phần bên này luôn nha. Nhưng mà mình thấy nó hơi di chuyển cái yếm nè, cho nên mình sẽ khâu, và mình khâu trực tiếp cái yếm vào cái thân của bé voi luôn, cho nó khỏi bị di chuyển cái yếm ra ngoài, không có cố định được cái yếm á. Rồi mấy bạn khâu bình thường nha. Rồi, sau khi đã khâu dính chặt rồi thì mấy bạn thấy để ý nha, di chuyển qua lại nè thì nó sẽ không có đẹp, cho nên mình cố tình chừa cái đoạn dây này là mình sẽ lợi chuyền ra sau luôn nè, các bạn thấy không, chuyền ra sau luôn và khâu cố định luôn thì nó sẽ không có di chuyển qua lại nữa, không có di chuyển được nữa. Cố định cái yếm luôn. Rồi. Rồi, cái sợi dây len còn dư này thì mọi người vẫn giấu cho mình như là lúc trước mà mình đã hướng dẫn nha. Tính tên, chúng mình đã xong hai chú voi cưng ơi là cưng rồi nè. Rất là xinh nha, rất là cưng nha. Nhỏ gọn trong lòng bàn tay của mình thôi. Ở ngoài cái màu nó sẽ sậm hơn một chút, tại vì do trên ca mình bật đèn sáng quá nên màu nó hơi nhạt. Cái này mình móc tặng cho các bé nhỏ làm quà sinh nhật á, mấy bé cũng rất là thích luôn á. Rồi, mọi người xem mà nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, để mình có thêm động lực ra những sản phẩm mới để hướng dẫn các bạn. Mọi người có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận, mình sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn trong phạm vi hiểu biết của mình nha. Chúc các bạn thành công,
Xin chào và hẹn gặp lại.